Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tu đạo không thể sanh tâm sân. Trước đây có một vị tu định gọi là Phi Phi Tưởng Xứ Định, ý muốn sanh lên tầng trời Phi Phi Tưởng Xứ. Ông ngồi tu bên bờ biển, lúc sắp vào định, ông nghe có tiếng động từ dưới nước phát lên. Ông ngó xuống thấy một con cá bơi lội dưới nước. Ông bèn tiếp tục việc tu, chẳng để ý gì tới con cá. Tuy nhiên, dưới nước lại phát ra tiếng động ồn ào, liên miên không dứt. Ông mở mắt ra trông xuống, hóa ra lại vẫn con cá đó bơi đi bơi lại trước mặt ông. Một niệm bực tức nảy sinh trong lòng, ông bèn nói với con cá, mày còn phá không cho ta nhập định, ta sẽ ăn thịt mày, nuốt chừng mày vào bụng đó. Con cá nghe nói vậy, bèn bơi đi không dám trở lại nữa. Vị tu hành nói trên vào trong định Phi Phi Tưởng và ngày sau sanh lên tầng trời Phi Phi Tưởng Xứ, hưởng phước dài trong 80.000 đại kiếp. Khi hết phước, vị này đọa xuống kiếp súc sinh, làm thân chim biển, ngày ngày bắt cá ăn để sống, thỏa được nguyện của mình. Tới lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo, nhân ngài giảng pháp độ cho loài chim biển, vị đó mới được giải thoát. Đời sau, vị này làm người, theo Phật xuất gia và chứng quả A-la-hán. Chiếu theo công án này, chúng ta thấy, phàm người tu đạo phải tuyệt đối tránh tâm sân hận. Nếu không thận trọng để tâm sân hận khởi lên, thì tương lai sẽ lãnh hậu quả, chúng ta nên ghi nhớ để cảnh giác.